Cựu doanh thủ Steven Gerrard sẽ quay trở lại Anfield lần đầu tiên sau khi chia tay Liverpool với tư cách huấn luyện viên trưởng của Aston Villa. Đây sẽ là trận đấu hứa hẹn nhiều cảm xúc, nhưng quan trọng hơn cả là đội bóng của ông sẽ phải tìm cách để có được một điểm trước đội bóng cũ, cũng như giúp Aston Villa vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Hiện tại, Aston Villa đang cải thiện được phong độ thi đấu dưới thời Gerrard và tạm thời thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng trước đó để đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng, nhưng hy vọng vào một chiến thắng trước Liverpool vẫn là rất khó khăn ở thời điểm này. Trong khi đó, đội bóng của HLV Jurgen Klopp đang bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt với các đối thủ lớn như Manchester City và Chelsea ở cuộc đua đến ngôi vô địch. Dù đang chơi rất ổn định trong các vòng đấu đã qua, nhưng giờ Klopp vẫn chịu xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng với 34 điểm, kém Man City 1 điểm. Vì vậy, Lữ đoàn đỏ cần một chiến thắng để gây sức ép lên các đối thủ, cũng như hy vọng chiếm được ngôi đầu bảng từ nhà đương kim vô địch sau vòng đấu này. Huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ không có sự phục vụ của một số cầu thủ quan trọng như Firmino, Keita, Curtis hay Gomez vì chấn thương, nhưng với đội hình dày dạn và các cầu thủ đang có trạng thái thi đấu cao, ông hoàn toàn có thể tự tin vào một chiến thắng trước đối thủ. Trong khi đó, ngày trở lại của Gerrard không yên ả một chút nào khi Aston Villa thiếu rất nhiều cầu thủ trụ cột như Traoré, Trezeguet hay Danny Ings vì những chấn thương khác nhau. Và cựu huyền thoại của Anfield sẽ phải chờ đợi rất nhiều về những cầu thủ như Ramsey, Tyrone Mings hay Buendia để có thể chống đỡ được áp lực từ phía đội chủ nhà. Aston Villa đã từng gây sốc khi đánh bại Liverpool tới 7-2 ở mùa bóng trước, nhưng đó cũng là lần duy nhất họ làm được điều đó trước đội bóng áo đỏ. 4 trong 5 trận còn lại họ đều thất bại. Về phong độ hiện tại, Liverpool đang duy trì mạch chiến thắng trên mọi đấu trường, trong khi Aston Villa đã để thua 2 và thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Liverpool đã cho thấy dù chỉ sử dụng đội hình phụ nhưng họ vẫn dễ dàng đánh bại AC Milan trên sân khách. Và ở trận này, khi các cầu thủ trụ cột trở lại đội hình xuất phát, Liverpool sẽ không khó để giành chiến thắng trước Aston Villa. Vậy nên, dù kèo chấp là khá sâu, nhưng người chơi vẫn có thể chọn thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp để đặt niềm tin. Dù đã gặp khá nhiều khó khăn để chọc thủng lưới Wolves ở vòng đấu trước, nhưng thực tế là Liverpool vẫn tạo ra được rất nhiều cơ hội ghi bàn, trong khi hệ thống phòng ngự của Aston Villa cũng hoạt động không hiệu quả. Mặt khác, 4 trong 5 trận đối đầu giữa hai đội đều kết thúc với kết quả tài, nên nhiều khả năng trận đấu này sẽ có nhiều hơn 3 bàn thắng được ghi. Dự đoán của thể thao văn hóa, Liverpool sẽ giành chiến thắng với tỷ số 3-1.